Gia Bảo thì gia đình mình phát hiện em có cái năng khiếu theo sản phẩm nào đấy. 4 tuổi rồi. 4 tuổi rồi đầu cháu mà. Lúc đó là nó mình bắt gặp, mình gặp nó thế nó nào ca, mình biết. Lúc đầu nó ca, nghe nó ca mẹ nó hát cái bài liên sáo đó. Rồi đưa nó ngủ đó, nhưng mà nó thuộc nhưng mà em thấy nó thuộc mà nó ca có nhịp. Rồi từ lúc đó phát hiện cái này nó ca mà sao nó nhỏ mà nó ca nó có nhịp á. Thấy căn bản mà bắt đầu mình có hướng theo nó, bắt đầu mình bao lâu nữa rồi là mình sẽ cho nó đọc cho sau rồi cái nó đi em đi làm nhạc lễ đó. Cái nó đi theo theo nhạc lễ chơi nè. Thì cũng gần 5 tuổi à. Theo nhạc lễ chơi cái thấy cái cò. Thấy bác đàn cò hay quá. Hỏi cha cái bác đàn cái đàn nó đàn đàn gì ở nhà mình có. Cha về thay dây lại cho con. Về thay dây về em thay dây lại thì cháu nó tự mò đâu có một chút xíu rồi nó đàn cái bài dân tường. Rồi em dặn sang cơm đấy. Trời bữa nay nãy giờ nó đàn cái tường rồi mới ra em hỏi nó nãy giờ con đàn lại cho nghe. Thấy nó đàn được rồi nó giờ nó dạt cái cò luôn tới giờ. Bây giờ cho đến thời điểm này thì nó thành thạo được mấy cái công cụ nhạc rồi. Những như giờ sên, cò, cháo. Cháu nó đang học cây chanh đó, đang học thành chanh. Bây giờ coi như là nó biết sử dụng như là thành thạo hai nhà cụ và đang học một nhà cụ. Chống đồ gần lắm mà, chống bên nhạc lễ, nó gần lắm. Đánh trống cũng hay. Cho đến thời điểm này thì bé 7 tuổi thì bé mới khoảng chưa đầy 3 năm đúng không? Thì bé cũng được tham gia hình như có một vài chương trình thần ca tài tử địa phương mà nó có một cái giải gì không? Tham gia một giải toàn quốc. Giải toàn quốc là giải gì? Giải toàn quốc giải tài tử nhỏ tuổi. Dạ, với giải Bạc Liêu. Bạc Liêu thì giải nhì. Cà Mau thì giải ba. Với quy mà giải nhì ở Hòa Bình á. Dạ, là 4 giải. Sao định hướng tương lai con muốn thế nào trong cái nghề của mình? Dạ, con muốn đàn lại ca. Bây giờ nhạc cụ nào mà con thấy mê nhất? Dạ, đàn cụ đàn cò. Tại sao là nó là con thích cái nhạc cụ đó? Dạ, tại vì con nghe mấy bác đàn hay rồi mùi mà con nghe về con thích cái cây nhạc cò. Rồi cái đàn nào mà con đang mong muốn học thêm nữa? Dạ, con đang học đàn chanh. Mà còn mong muốn thêm cái nhạc cụ nào nữa? Dạ, đàn bầu. Đã biết là biết, dù muốn nhiều thứ đó chứ không ai biết một hai món đâu. Hay cái kia nó đợi chờ từ đó những cái ai giải nó ngồi không hay. Cha đâu biết cái đợi đó. Cô là sao với bé? Bà ngoại. Bà ngoại hả? Sao bà ngoại có cảm nhận vậy, đứa bé của mình thấy bây giờ nó cũng khá nổi danh rồi. Nhận mừng lắm, thấy con cháu mình gì cũng mừng. Thấy nó có cái năng khiếu gì. Ấy thì nói hoài nó, ủa sao mà nhỏ nói với mẹ nó tao không thấy ai dạy nó mà cha nó có biết đâu dạy nó mà nó sao có đơn hay dữ trời. Cái đừng cò này mới đời qua nhà bản nhạc mà tiếng chài cho sắp mua đời cái chữ vậy hả? Nó đời cho ban nghệ sĩ cái gì Thanh Huệ à? Nghệ sĩ gì trên phố Việt á, má nữ đó, nghệ sĩ ấy nữ thành phố gì ra đờn ca luôn, ôm hung nó luôn trời. Đời này mới đời tiếng chài sắp mua có hết bản nhạc á nha. Thấy cháu mình cũng bất ngờ, cũng mừng. Đi đâu ai cũng nói chờ chờ là có anh cháu quá trời, quá cưng quá trời. Sướng ha, tự mình không lây quá. Ai thấy cũng là nói quá trời anh cháu bà, cưng quá trời cưng. Thánh Tài Thiên hả, thấy đẹp cũng mê. Thì đánh quỷ đồ làm giống dữ lắm. Thấy kìa thằng đó nó là có hổn. Sao mẹ của Gia Bảo có ý kiến gì về nhận xét về cháu, về con của mình
khi nó cũng tham gia cái chương trình đờn ca tài tử, nó cũng giành được một số thành tích đó. Dạ, gia đình cũng vui lắm anh. Bất ngờ thôi, lúc nhỏ, lúc nó cũng còn nhỏ xíu mà em đưa cho nó một bé ngủ á, cái ca vài tiếng sáu á, cái nó ca theo mà nó thuộc, rồi cái bắt đầu có nhịp nhàng lắm. Rồi từ từ em nói thằng này có năng khiếu, chắc tới nữa đi ca hát, đi đàn với ba nó. Cho như là nó theo được cái nghề của ông với của cha nó phải không? Dạ, phải không? Dạ. Nó sáng dạ, xíu là Bảo thuộc bài đó rồi đó.